Xin chào quý bạn, tôi đang có mặt tại Eco Park và hôm nay là ngày hội lái thử xe do auto.com.vn đồng tổ chức với các hãng xe tại Việt Nam. Và trước mắt chúng ta là chiếc Mitsubishi Xpander. Đây là phiên bản số tự động và có giá bán niêm yết là 620 triệu toàn quốc. Hôm nay thì tôi sẽ cùng tìm hiểu với các bạn tại sao cái mẫu Xpander này lại bán chạy như vậy. Thì nói một cách sơ lược, Mitsubishi Xpander là mẫu xe crossover Lime MPV 7 chỗ gầm cao. Đó, các bạn nhìn gầm rất cao luôn. Đây là chiếc xe có xuất xứ từ Nhật Bản và lần đầu tiên xuất hiện đó là chính ở Indonesia vào tháng 8 năm 2017. Mitsubishi chính là phiên bản sản xuất thương mại hoàn thiện 100% của mẫu xe XV Concept. Và đối thủ của Xpander tại Việt Nam thì bao gồm Toyota Avanza, Toyota Rush, Honda BRV và Suzuki Ertiga. Các bạn đã quan sát đây chính là phần đầu xe. Ở phần đầu xe này nó có một điểm đặc trưng, đó chính là phần đầu xe hơi ngắn, nó nhường lại cái phần không gian dành cho hành khách để có thể bố trí một khoang hành khách rộng rãi. Chiều dài cơ sở của Xpander nó tạo được sức hút cực lớn khi nó dài hơn các đối thủ lên đến 25mm. Và xe thì được sở hữu bộ la răng 16 inch như các bạn đang quan sát. Tổng thể kích thước dài rộng cao của Xpander lần lượt là 4475 x 1750 x 1695mm. Nhìn tổng thể chiếc xe rất là hài hòa và đặc biệt là phần ngang hông xe có những đường nét rất là hiện đại và phá cách. Đó chính là cái khung kính lớn với cái cột D được sơn đen ở giữa, giúp tạo ra ấn tượng như nóc xe được treo một cách lơ lửng giữa không trung. Và cái chi tiết này chính là được học hỏi rất nhiều từ cái hãng xe Land Rover, chính là hãng đầu tiên áp dụng. Đây là phần cốp, một thiết kế khá đơn giản, khi cốp thì vẫn chỉnh cơ, có trợ lực thôi. Dĩ nhiên các bạn sẽ không thể có cốp điện hoàn thiện ở cái chiếc xe có giá bán 620 triệu này được. Phần hàng ghế thứ ba có thể ngả được và tạo độ ngả khá là ổn. Khay hành lý được không quá lớn nhưng mà được chia thành 3 ô riêng biệt. Và như các bạn đang quan sát, đây là một mẫu xe nó có trần khá là cao, thoải mái phù hợp cho những khách hàng cao trên 1m70. Chiếc Mitsubishi Xpander này gần như kể từ thời điểm ra mắt thì tháng nào cũng lọt vào top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam. Mới đây nhất thì Xpander cũng đã bán hơn gần 2.000 chiếc ở trong tháng 6 2019. Đây chính là cái không gian của hàng ghế thứ hai. Thì như các bạn thấy, đây là một hàng ghế thứ hai khá là thoải mái, có thể ngả trượt. Và phần trần xe đó chính là cái dàn điều hòa với hai dàn lạnh, được bố trí 4 cửa gió dành cho hai vị trí ở hàng ghế sau và hàng ghế thứ hai, có nút điều chỉnh tốc độ gió riêng biệt. Ở trên mẫu Xpander này thì hầu hết đó là đều sử dụng cái tông màu kem sáng, tạo cái cảm giác thoải mái và rộng rãi như chiếc xe. Ở phần khoang cabin, như các bạn đang nhìn thấy rồi, bằng mắt thường chúng ta có thể cảm nhận có rất nhiều các chi tiết nhựa ở trên mẫu xe này. Toàn bộ táp ly bằng nhựa, táp lô cũng bằng nhựa và các chi tiết nhựa thì gần như xuất hiện dày đặc trên cái mẫu Xpander này. Chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều được ở một mẫu xe có giá bán chỉ khoảng 600 triệu gầm cao. Ở chiếc Xpander này, các bạn đang quan sát đó chính là cái phần màn hình DVD giải trí thì khá đơn giản thôi. Một chiếc màn hình tôi nghĩ là không đạt được 7 inch đâu. Đó, tất cả những cái chi tiết mà tôi đang chạm vào đều là nhựa hết. Chiếc xe thì lại được bổ sung sẵn cái nút bấm khởi động thông minh Start Top và vô lăng thì rất là thể thao, đậm chất Mitsubishi và tích hợp đầy đủ các nút phím vô lăng và phone. Thậm chí là có cả Cruise Control, tức là chân ga tự động đó. Chiếc Xpander này thì thuộc dòng MPV 7 chỗ và được sử dụng động cơ là 1.5 lít. Bị đánh giá là khá nhỏ và trên lý thuyết thì khó có thể đảm bảo khả năng tăng tốc di chuyển đông người. Xpander cũng đang sử dụng một hộp số cũng có thể nói là cũng khá lâu rồi, một chiếc hộp số 4 cấp, trong khi tất cả đối thủ khác đều sử dụng hộp số 6 đến 10 cấp. Tuy nhiên trên thực tế thì Xpander này lại tạo được cái sự êm ái và cái độ di chuyển khá là đầm, chắc chắn, thậm chí là trong cả những cái khung đường dài. Xpander về tính năng an toàn thì cũng được trang bị khá đầy đủ khi có được hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử hỗ trợ phản ứng ngang dốc. Và có một điểm đáng chú ý, đó Xpander vẫn đang chỉ sử dụng hai túi khí thôi.
Mọi thông tin chi tiết về chiếc xe Xpander này và lái thử, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline đã được đính kèm trên video để có thể sở hữu xe sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.